Nè mẹ cho con á mẹ. Cảm ơn mẹ nha. Mỗi tháng gửi vô đó 5 triệu đi, coi như là tiền lương của tôi. 5 triệu? Sao? Làm gì mà sửng sốt quá vậy? Bộ hai đứa không có nổi 5 triệu một tháng hả? Dạ thưa mẹ, tụi con có mà mẹ. Con còn muốn gửi thêm cho mẹ nữa kìa. Anh làm như là anh kiếm được nhiều tiền lắm vậy á. Con không có tiền đâu. Vậy thì tụi con tự nuôi con của tụi con đi. Tự nhiên khi không, cái bây giờ mẹ đòi tiền là sao? Trước đây con cũng đưa cho mẹ rồi mà. Tự nhiên bây giờ mẹ đòi nữa là sao? Con nói cái gì vậy? Hơn, em đừng nói chuyện mẹ vậy chứ. Nè, hai đứa cho một cái ngày cố định để gửi tiền vô đây cho mẹ. Chứ không phải là muốn nói gửi là gửi, mà không biết bao giờ mới gửi nha. Mẹ không những phải nuôi hai đứa con của tụi con, mẹ còn phải nấu nướng nè, giặt giũ quần áo cho vợ chồng con nữa. Thì bây giờ mỗi một tháng mẹ có thêm một chút đỉnh tiền, bộ không xứng đáng hay sao? Chưa hết, lỡ sau này mà mẹ có bệnh, liệu hai đứa có quan tâm chăm sóc được cho mẹ hay không? Cho nên bây giờ mẹ phải tiết kiệm, mẹ tự thủ cho bản thân mình, để sau này mẹ bệnh mẹ tự lo cho mình được, con hiểu không? Sao? Mẹ nói vậy đúng không Kiệt? Dạ thưa mẹ đúng. Đáng lý là tụi con phải tự giác gửi tiền sinh hoạt cho mẹ nữa. Con xin lỗi mẹ. Mình lấy tiền đâu ra mà gửi cho mẹ? Mẹ ơi, con thấy 5 triệu nhiều quá. Con nghĩ là 2 triệu thôi là đủ rồi. À, bây giờ con trả giá với mẹ về cái chuyện mà mẹ nuôi con giùm cho con nữa hả? Thì đó cũng là cháu ngoại của mẹ mà. Cháu ngoại thì sao chứ? Mẹ đã nuôi con tới chừng này rồi, bây giờ mắc mớ gì mẹ phải nuôi thêm cháu ngoại? Mà mẹ nói nè, từ đây về sau đừng bao giờ mà lớn tiếng nói với mẹ về cái chuyện mà mẹ không biết chăm sóc con của con. Nuôi con á, con không có nuôi bằng giỏi bằng mẹ đâu. Vậy thì mẹ cũng đừng có than mệt với con. Mẹ làm không xong á, cái tự nhiên mẹ nổi giận lên con à? Hơn. Được. Không bao giờ mẹ than thở với con nữa. Con ruột của mình á, mà nó còn không lo được cho mình bằng thằng rể nữa thì... Đó, mẹ nói là anh lo nghĩ cho mẹ nhất kìa. Nhìn cuốn sổ này nè, anh phụ trách nha. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.